Làm việc với ông Jensen Huang, người đồng sáng lập và hiện là chủ tịch của NVDA, Thủ tướng trao đổi về xu hướng phát triển AI toàn cầu và tiềm năng hợp tác rất rộng mở giữa tập đoàn với phía Việt Nam, cũng như những góp ý cho chiến lược quốc gia về bán dẫn mà Việt Nam đang xây dựng. Thủ tướng mời Chủ tịch NVDA thăm và làm việc tại Việt Nam trong thời gian sớm nhất, với mong muốn NVDA sớm có nhà máy sản xuất tại Việt Nam, lấy Việt Nam làm cứ điểm tại khu vực Đông Nam Á nhất trí với các đề xuất của thủ tướng, chủ tịch Nvidia đánh giá Việt Nam đang có những thay đổi rất lớn. Ông mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam về bán dẫn, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời kỳ vọng Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một cứ điểm sản xuất của tập đoàn này tại Đông Nam Á. Còn tại cuộc làm việc với ông Jean Kaplan, phó chủ tịch Meta phụ trách chính sách công toàn cầu, ông này nhấn mạnh thị trường Việt Nam rất lớn và tiềm năng. Ông chia sẻ, hiện fanpage của cổng thông tin điện tử chính phủ đã có 4,2 triệu người theo dõi thường xuyên với tương tác rất tốt và được đánh giá là fanpage thành công nhất so với các quốc gia trong khu vực. Thời gian tới, Meta khẳng định sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ của Việt Nam tiếp cận khách hàng, đào tạo nhân lực chuyển đổi số. Thủ tướng mong muốn Meta tiếp tục cung cấp cho phía Việt Nam các giải pháp công nghệ, chuyển giao công nghệ nhiều hơn, hợp tác về tài chính để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thúc đẩy chuyển đổi số, hợp tác phòng chống tội phạm mạng, bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Người đứng đầu chính phủ hoan nghênh việc Meta đẩy mạnh hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo của Việt Nam NIC, cũng như các cơ quan trên tinh thần, cùng thắng, khai thác tốt nhất thị trường Việt Nam với 100 triệu dân, có lợi cho Mỹ, cho Việt Nam và cho quan hệ hai nước. Đến thăm và làm việc với công ty Synopsys, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, mục tiêu nhằm hiện thực hóa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà Việt Nam và Mỹ mới được nâng cấp cách đây một tuần. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh trụ cột hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục đào tạo. Ông cũng đề nghị Sinopsis giúp xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. Nhân chuyến thăm của Thủ tướng, Sinopsis và Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia NIC trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký kết biên bản ghi nhớ về phát triển nguồn nhân lực tài năng thiết kế vi mạch IC tại Việt Nam. Trong đó, Synopsys hỗ trợ NIC thành lập một trung tâm ươm tạo thiết kế chip. Đồng thời, Synopsys và Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ về hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam. Thủ tướng chúc mừng thỏa thuận đầy tiềm năng và gỡ hẹn giữa Synopsys và các cơ quan